Hai, cho anh luôn thủ nhá. Hôm nay Max sẽ gửi cho anh em một cái clip về mấy cái vợt tầm trung của nhà Philips nhưng mà đánh cực phê luôn. Thì trước mặt anh em đây là cây cao cấp Vuven TJ Power của Vuvisem, và cây này thì là hàng cao cấp, được sử dụng carbon Vuven là cao cấp, nhưng mà nhiều cây tầm trung dưới nó thì là được sử dụng carbon T46 đó, là nhưng không phải là carbon Vuven nhé anh em nhé. Thì đây là chính là bản TJ Power và TJ Power Control. Thì Power Power là cây thiên công, hoặc ai thích đánh đơn mà thích đập nhiều ấy thì cứ lấy cây này. Còn anh em mà thích trên dưới linh hoạt các thứ, điều cầu, đập gõ, phản tạt tỉ đè các thứ thì anh em lấy cây Power Control. Cái Power Control thì khá đẹp, cái màu nó khá nổi, nó màu xanh tím than kẻ hồng như lần trước mình review rồi thì mình không nói nữa. Thì đây là cái cây mà rất nhiều người chơi, bởi vì sao mình review, mình lên lưới cho khách, khách ra sân đập nổ vang sân luôn anh em ạ, sướng lắm. Thì anh em đập nổ nỗi mà anh ấy tầm hơn 40 rồi mà anh đập đến nỗi mà nó nổ mà các sân khác cứ quay sang nhìn thôi, bởi vì mình không hiểu sao nó lại nổ vậy ấy. Không biết nó thiết kế cái mặt vợt nó như thế này nên nó tạo âm thanh nổ. Thì mình đan cho anh 11,5 kg, dây cũng 65 ti thôi, nó nổ lắm anh em ạ. Không biết anh đập thế nào mà nó nghe đã lắm, mình giật mình luôn, và không biết anh cầm cái cây vợt gì mà nó nổ thế. Không biết có phải cái cây mình mới bán cho anh không, nhưng quay đi coi lại thì đúng thật hay là cái cây này anh em ạ. Đó, thế thì sao mình phải review. Thì cây này thì giá nó chỉ quanh 1,5 triệu, lại còn có cả cước nữa thì cực ngon luôn. Đấy, ví dụ anh em mua cả cặp thì sẽ có giá ưu đãi, cực kỳ ưu đãi, free ship cho anh em. Đó, thì đây là cặp cây TJ Power. Cái này thì anh em với nó là bản 4U, nhưng nó khá dễ chơi anh em nhé. Đũa thì thuộc đũa cứng nhưng mà không phải quá cứng, cứng thôi. Đấy, trợ lực cũng khá ngon, cái điểm uốn cong của nó anh em thấy này, nó lại cong trên này cơ. Đó, thì nó đập nó không bị rung đầu và nó lại rất cho mình cái mặt vật cực kỳ ổn định và cầu nổ anh em nhé. Đấy, nó uốn điểm uốn cong lui trên này, bình thường nó uốn cong ở đây thì là mình đập mình cảm giác nó hơi thoát lực, nhưng mà cây này không, cứng, cây này cứng nhá, không phải siêu cứng nhá, cứng rất là phù hợp đây, hàng cứng anh em ơi, rất phù hợp với anh em mà thích đập flexible là dẻo này, stiff và cứng này. Thì nó nghiêng hẳn stiff nhưng mà nó không phải là super stiff ở trên này. Đấy, nghiêng về 75%, nghiêng về 3/4 ấy. Thì rõ ràng là cái vợt cực đẹp luôn. Cái vợt này nó cho chúng ta cái điểm nặng đầu lên đến 300, 302, thì rõ là một cây thiên công rồi. Nếu mà cây này anh em nào đánh đơn, đánh đôi đứng dưới, thích đập mà không quá mỏi tay, hoặc là anh em đánh đôi nam nữ, bao phê luôn, đập đảm bảo là nổ rách màng nhĩ đối thủ của anh em ạ. Đó, thì nó sử dụng công nghệ như kiểu là công nghệ của con vợt nhà Russian Shape SG ấy. Cấu trúc lượn này lượn này giống như kiểu bên ngoài của trái gôn ấy. Đấy, thế nên nó cho mình cái vùng vợt rất là lướt gió, và cái thứ hai đó là nó rất là nổ. Đấy, nó cảm giác nó nổ như mấy cái dòng metan sao của dòng Asaber 11 ngày trước ấy, nổ như vậy luôn anh em ạ. Lại công phê hơn Asaber rất nhiều luôn nhá. Đó. Thì cây này cái đũa của nó thì cũng không phải là đũa quá như lớn hoặc là quá nhỏ, mà nó thuộc đũa trung bình. Cũng nhỏ thôi, cũng là slim sharp thôi, nhưng mà nó rơi vào khoảng, mình đoán nó khoảng 6,9 gần 7 mm. Đó, đó là cái đũa vợt này khá dài. Đó. Thì nó cho chúng ta cái tay đòn vung đập đất phê luôn anh em nhá. Đó, thì cái sức căng cái khung này cũng rất là khủng, 35 lb tương đương với 16 kg. Đó, thì anh em căng cứ kéo bét nhè đi. Thì mình thấy cái cây này nó rất là hay, mình mới review với anh em. Cái màu sơn cây này thì nó cho mình cái màu sơn nó xám titan này, nó không phải xám trắng mà nó lại hơi tối màu. Đó, rất rất đẹp, giống kiểu màu than chì ấy, nhìn rất ánh bạc lên, nó phủ bóng, nhìn rất là nam tính và đẹp anh em nhé. Thì cây này nó, vì sao nó lại, mình lại thích review nó, bởi vì sao cái giá của nó mang lại ấy. Thì với cái gì, cái giá nó mang lại, cái gì mà nó mang lại cho mình với cái mức giá đấy thì mình rất ưng luôn anh em nhé. Đó, thì anh em mua cây này thì lúc nào cũng được tặng một túi nhung cao cấp của nhà Philips. Và hàng chính hãng này bảo hành 60 ngày chính hãng. Và anh em được tặng cuốn cán
Paololi của Thành Công cực ngon luôn nha anh em nhé. Thì ăn mình lại nói nó một chút là cái trường hợp mà anh em bảo hành nhé, nó có vấn đề gì nhá, các xác suất thì rất là nhỏ, nó có vấn đề gì với cây vợt đấy, anh em để nguyên lưới, đừng cắt lưới ra, để nguyên lưới gửi về cho mình để mình gửi đi bảo hành cho anh em. Anh em đừng cắt lưới nhá, để đôi khi là nó kiểm tra lại xem là cái đan, cái máy nó kiểm tra đan có đúng ký không này, hoặc là đan xỏ dây này có đúng không đấy. Rất nhiều shop xỏ sai nhá, mình khẳng định với các bạn, rất nhiều cửa hàng bán không đi học xỏ đan lưới mà tự học qua nhau và xỏ sai và thắt nút rồi tăng ký ở những dây viền ngoài này, vô tội vạ luôn đó. Chính vì vậy nên sai và gãy cũng khá nhiều, nhất là dòng với dòng Vonix, nhưng dòng Flash này thì ít lắm. Mình bán mấy bao nhiêu cây mình chưa thấy ai kêu gãy, mà thường như các bạn bán mua các bạn đều cứ bảo mình đan luôn đó. Thì chúng ta phải hiểu cái cấu trúc người đan, phải hiểu cái cấu trúc của cái mặt vợt và hiểu cấu trúc của dây đan đó, thì để chúng ta làm khi xỏ dây chúng ta cũng nhiều thợ làm ẩu, làm nhanh làm ẩu là cũng ảnh hưởng ít nhiều. Không phải mình chê đâu, nhưng mà rõ ràng là như vậy, cầm một số cây vợt của các bạn đan nước khác đến mình cũng không hài lòng. Mình là một người khá kỹ tính anh ạ. Đó, thì anh em mà thích chơi mà đập nhưng mà lại không quá mất nhiều sức thì anh em chọn cây này. Các nhiều bạn hỏi là thích TJ Power điểm nặng đầu nó nặng hơn cả cây Felix Woven Power này, thì anh thấy thế nào? Hai cây công thế nào, cây nào nặng đầu? Các bạn phải hiểu là nặng đầu thì đúng là nó sẽ đập uy lực hơn, nhưng nó chỉ đối với cái người tay chưa đủ, chưa phải là tay khỏe. Chứ còn những cái cây nhẹ đầu như thế này, phải bắt buộc để mà uốn cong được cái thân vợt này, bắt buộc chúng ta phải vung một cái lực phải đủ lớn, phải thắng được cái lực kháng của nó ấy, thì nó mới cho ra được cái độ uy lực. Còn các bạn tay không đủ uốn cong cái cây vợt này, vung không đủ uốn cong nó, không đủ thắng cái lực kháng swing weight của nó, thì không bao giờ nó cho chúng ta đạt đến quả cầu uy lực. Thì chính vì vậy những cái cây này ấy, nó là cái cực kỳ hợp lý cho anh em mà tay chưa đủ khỏe để thuần cây này. Cây này mặc dù điệp cân bằng của nó khoảng 297 thôi, 297, còn cây này nó khoảng 300-302, nó nặng đầu hơn đó, nhưng mà tổng thể cây vợt thì nó sẽ nhẹ hơn cây này một chút đó. Tổng thể cây vợt nhé, lực nó chỉ dồn đều lên nặng đầu, nó chỉ dồn đều lên đầu vợt thôi, chứ còn tổng thể cây vợt thì nó sẽ nhẹ hơn cây Woven TJ Power. Thì cái hai cây này thì cái đũa của cây TJ Power, cây Woven thì mình thấy lớn hơn, mình nghĩ cây đũa của cây này sẽ 6.8 mm, còn cây này sẽ là 7.0. Cây này nó sẽ cho chúng ta một cái lực thoát gió rất là tốt, khi mà vung nó như cái roi ấy, nó đập, và đến khi mà nó tốc độ nó đập vào quả cầu nó rất là nổ, quả cầu đi nhanh nặng. Đó là cái mà ưu điểm mà mình rất thích ở cái cây này đó. Và tất nhiên là với hãng Felix thì cũng có những công nghệ rất đặc trưng của Felix, ví dụ như nó dùng điểm chữ T Joint Slingshot này, đây này các bạn, đó là cái điểm mạnh của nhà Felix, nó sẽ cho chúng ta những cái chống rung mặt vợt rất rất tốt, để nói là như vậy. Và cái vành của nó này anh em này cũng là một cái mà màu đỏ nó lên rất rất đẹp luôn. Mình rất ưng cái màu cây này, mặc dù nó rất là trầm thôi nhưng mà có gì đó rất là khỏe khoắn, và nó phải nói là nó rất là bắt mắt luôn, nó phối màu đẹp. Còn cây này thì nó cũng đẹp, nhưng mà nó đẹp theo kiểu là rực rỡ và nổi bật, chứ nó lại không phải đẹp theo kiểu là trầm trầm màu như thế kia. Thì cái này rất đẹp luôn anh em. Cái này thì điểm cân bằng nó rơi khoảng 292-293, thì nó cũng là hơi nặng đầu và nó linh hoạt trên dưới. Thì những người mà thích nhưng không thích đập nhiều mỏi tay mất sức, mà anh em thích cầu khôn, cầu khéo, cầu linh hoạt mà thỉnh thoảng đập gõ các thứ ấy, thì những người mà như vậy là rất thích cây này đó. Rất nhiều người thích cây này. Còn anh em mà cứ vào sân mà thích có cầu là bổ ấy, thì cứ dứt cây này cho mình nhá. Ok anh em. Anh em nếu mà có thắc mắc gì thì cứ hỏi qua kênh của mình sẽ trả lời chi tiết. Thôi, clip đến đây là hết rồi. Thì xin cảm ơn anh em đã bỏ ra một chút thời gian để theo dõi cái kênh của để xem video của mình. Thì rất mong anh em là sẽ bấm đăng ký kênh để có nhiều video hay hơn, và những dòng vợt mới ra mình sẽ review thường xuyên hơn. Cảm ơn anh em đã theo dõi nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.